có một ngày con người hôm nay vật súng vật cung vật cờ vật đạn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên. Sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ. Sau đây, Đan Minh xin mời quý thính giả nghe một bài viết nhan đề Việt Cộng Con của tác giả Nguyễn Khắp Nơi, viết theo lời kể của một cô gái người Bắc. Đương nhiên, tên của tôi không phải là Việt Cộng Con rồi. Và tôi cũng không phải là Việt Cộng, xin bảo đảm 100%. Tên tôi là Trinh, Trần Thị Ngọc Trinh. Tôi lấy chồng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Con trai tôi tên là Nam, cháu nay đã được 5 tuổi rồi. Mỗi lần về thăm nhà, cháu luôn luôn hãnh diện, khoe với ông bà ngoại. Ông ơi, bà ơi, cháu là con của lính Cộng Hòa đấy. Tức là tôi không có dính dáng gì đến Việt Cộng cả. Vậy thì tại sao tôi lại có cái tên Việt Cộng Con? Theo lời bố tôi kể lại, bố mẹ tôi quê quán ở Phú Thọ, sau chuyển về Hà Giang. Đến năm 1979 thì mới về Hà Nội ở. Lúc đầu gia đình tôi không có hộ khẩu, phải sống tạm bợ ở gầm cầu. Hàng ngày, ba mẹ tôi đi ra chợ, bến xe hàng hay là bến xe lửa xuyên Việt, đứng chờ công việc làm. Ai nhờ việc gì thì làm việc ấy. Thông thường là khuân vác, đẩy xe, cưa cây. Kiếm được việc làm không phải dễ, vì ba mẹ tôi là dân mới tới, thường bị đám người sống lâu năm ở chợ tranh giành, đuổi đi đứng ở nơi xa, chứ không cho đứng ở gần chợ. Một hôm, có một đoàn người gồm đa số là đàn bà từ miền Nam vào, nhờ đẩy hàng đi Hà Giang. Hà Giang cách Hà Nội cả 100 cây số. Đám đầu nậu không biết địa thế. Hơn nữa, vì Hà Giang gần núi, có nhiều sơn lam, chướng khí, nên không ai dám nhận đi hàng. Bọn chúng mới gọi bố mẹ tôi đến mà bố thí cho việc làm. Tưởng đi đâu, chứ Hà Giang thì bố mẹ tôi sống ở đó từ nhỏ, biết từng góc rừng, từng con đường mòn xuyên qua núi. Thì ra đó là những người vợ, con của lính Cộng Hòa bị đi tù cải tạo. Từ Hà Nội đến Hà Giang thì có xe hàng, nhưng từ Hà Giang tới các trại tù thì phải gánh hàng đi bộ nhiều ngày mới tới. Bố mẹ tôi chịu cực khổ đưa những người khách hàng đến tận nơi, chờ họ gặp người thân xong xuôi rồi lại đưa họ trở về ga Hàng Cỏ, Hà Nội. Những người này cảm ơn bố mẹ tôi và tặng tiền nhiều lắm.
Sau chuyến đi đó, bọn đầu nậu đứng bến có vẻ nể nang bố mẹ tôi, không dám giành mối như trước nữa. Thực ra cũng vì không có đứa nào biết đường đi nước bước ở Hà Giang và những vùng xa xôi có trại tù cải tạo, nên bố mẹ tôi hầu như được độc quyền đưa đón thân nhân những người tù cải tạo. Những người này vừa tử tế lịch sự, vừa cho tiền thưởng khá. Vì thế, cuộc sống của gia đình tôi mới đỡ vất vả. Nhờ có ít tiền, bố mẹ tôi mới mua được hộ khẩu ở Hà Nội và cho anh em chúng tôi đi học. Trong thời gian đưa đón những người miền Nam này, bố mẹ tôi đã được họ tin tưởng, vui vẻ nói chuyện và còn chỉ dẫn cách nấu những món ăn ở miền Nam như là bánh xèo, bánh phồng tôm, chả giò. Đã có một lần, một nhóm người vì phải mang theo nhiều hàng lại già yếu bệnh tật, nên đã nhờ bố mẹ tôi vào Nam để mang hàng từ đó ra ngoài Bắc cho họ. Nhân dịp này, họ đã đưa bố mẹ tôi đi chợ mua những món hàng cần thiết và đãi bố mẹ tôi ăn một bữa no say. Đến khi những người đi thăm thân nhân tù cải tạo vơi đi dần, bố mẹ tôi liền giải nghệ mà mở một quán ăn nhỏ chuyên bán những món ngon miền Nam. Thời gian đó, bất cứ món hàng nào có xuất xứ miền Nam đều được dân miền Bắc thèm muốn mua bằng hết từ cây kim sợi chỉ, nói chi tới những món ngon miền Nam. Cửa hàng của bố mẹ tôi vì thế mà lúc nào cũng đông khách. Học xong đại học, tôi xin đi làm cho chính phủ. Thời gian rảnh thì phụ bố mẹ tôi trông coi công việc. Cửa hàng bán những món ăn miền Nam của bố mẹ tôi càng ngày càng phát triển. Không những chỉ bán hàng ăn, bố mẹ tôi còn mở công ty mua nhiều loại hàng ở miền Nam đem ra Bắc bán nữa. Trong thời gian làm việc, tôi đã được tiếp xúc với một số bạn bè đi du học trở về. Đa số đều nói ngoại ngữ rất khá và đều vào Sài Gòn làm việc chứ không chịu ở lại ngoài Bắc, dù rằng Hà Nội mới là thủ đô. Tôi bắt chước bạn bè, xin bố mẹ tôi cho vào Nam làm việc, nhân tiện làm đầu cầu mua hàng trong Nam đem ra Bắc. Vào tới Sài Gòn rồi, đi làm một thời gian rồi, tôi mới thấy là giữa những người giữ chức vụ cao, được gọi là lãnh đạo cơ quan, mặc dù là học thức kém, tầm mức hiểu biết về việc làm rất là hạn chế, nhưng lại là những người ngồi mát, ăn bát vàng, hống hách với dân chúng nhiều nhất. Càng tỏ ra khó khăn, họ càng được hối lộ và lấy được nhiều tiền trong công quỹ. Những người có bằng cấp, biết làm việc và phải tiếp xúc với dân chúng nhiều như chúng tôi thì lại bị đẩy cho làm việc thật là nhiều. Và cũng vì sự hống hách, quan liêu của cấp trên mà chúng tôi bị vạ lây, bị dân chúng miền Nam ghét bỏ. Thậm chí chỉ nhìn thấy chúng tôi hoặc chỉ cần nghe giọng nói của chúng tôi thôi, họ đã bỏ đi, không quên nói nhỏ với nhau: "Cái đồ Bắc Kỳ, thấy ghét." Mặc dù những điều kiện mà chúng tôi giải thích là do cấp trên đòi hỏi, chứ chúng tôi không hề muốn làm như vậy. Một vài lần tôi được dịp may tiếp xúc với những người ngoại quốc tới làm việc chung với chúng tôi. Họ có kiến thức rất cao, nói chuyện rất lịch sự. Cũng có những lần tôi được tiếp xúc với vài du khách đến nhờ làm thủ tục. Tôi thấy họ nói chuyện cũng hòa nhã và rất hiểu biết. Tầm mắt và kiến thức của tôi được mở rộng. Tôi muốn được đi du học để mở mang trí tuệ và cũng để có thể giúp cho công việc làm ăn của gia đình tôi được phát triển hơn. Tôi đem việc này ra bàn với bố mẹ tôi. Cả hai đều đồng ý, nhất là ông bà nội của tôi. Chọn nơi học mới là điều khó khăn hơn cả. Đa số các bạn bè của tôi
chọn đi học ở Mỹ, nhất là những đứa có cha mẹ có quốc tịch Đảng. Tôi lại thấy Úc là xứ sở hiền hòa, có nhiều nét về văn hóa nghệ thuật, nên tôi đã chọn môn học về tài chánh ở trường đại học RMIT, tức là Royal Melbourne Institute of Technology ở Melbourne, nước Úc. Dù là đã có một ít vốn liếng tiếng Anh, đã học ở trường học cũng như trường đời, nhưng ngày đầu tiên đến giảng đường nghe giảng bài, thú thực là tôi như con vịt nghe sấm, chẳng hiểu ông giảng viên tóc vàng nói cái gì cả, vì giọng của ông hoàn toàn là giọng Úc, khác xa với những phát âm theo tiếng Mỹ mà tôi đã từng nghe ở Việt Nam. Môn học kế tiếp thì tôi lại còn thua nặng hơn nữa, vì giảng viên này gốc người Ấn Độ, tiếng Anh của ông còn pha nhiều âm thanh a a a, thật là khó nghe. 2 năm trời trôi đi thật nhanh. Ngoài giờ học, tôi xin đi làm thêm ở những nhà hàng ăn ở đường Victoria, khu vực Richmond. Những nhà hàng này tuy bán món ăn Việt Nam, nhưng đa số khách hàng lại là người da trắng, nên nhờ đó mà tiếng Anh của tôi đã khá hơn trước, và cách phát âm cũng vì thế mà đổi hoàn toàn theo giọng Úc. Cuối cùng, tôi đã học xong cái bằng Master và sửa soạn khăn gói về nước. Bạn bè của tôi đa số xin ở lại Úc làm việc và sinh sống. Tôi không có ý định ở lại, chỉ muốn về phụ giúp gia đình mà thôi. Tôi mua vé máy bay về Sài Gòn trước, nghỉ ở đó một ngày, gặp bạn bè rồi mới về Hà Nội ở luôn. Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông trung niên. Ông không bắt chuyện với tôi mà chỉ ngồi im lặng. Lâu lâu lại nhìn vào cái hộp sắt gắn kín đang cầm trên tay. Mãi khi xuống phi trường Shanghai để nghỉ 2 tiếng, ông mới mở miệng nhờ tôi cầm dùm cái hộp sắt để đứng lên lấy hành lý ở trên khoang xuống. Cái hộp tưởng là bằng sắt nhưng lại là hộp bằng nhôm, rất nhẹ. Ngồi trên ghế chờ đợi, ông mới cho tôi biết đó là cái hộp đựng tro của vợ ông. Vợ ông mới qua đời tuần trước, đã được hỏa táng và ông đem về Việt Nam để ở nhà mẹ vợ theo lời trăn trối của vợ ông trước khi chết. Tới phi trường Tân Sơn Nhất, ông chào và cảm ơn tôi một lần nữa, rồi ai về nhà nấy. Tôi không biết tên ông là gì và ông cũng chẳng biết tôi là ai. 1 năm sau, tôi quay trở lại Úc để dự lễ phát bằng cấp cho đứa em tôi. Đang đi trên đường Victoria, thật là ngạc nhiên, tôi đã gặp lại ông khách đi chung máy bay hồi nào. Ông cho tôi biết đã đem tro tàn của người vợ về xong xuôi rồi, đã đi làm trở lại. Tôi cũng cho ông hay là tôi đã xin được việc làm và đang làm việc ở Sài Gòn. Nhân dịp dự lễ phát bằng cấp cho đứa em, tôi xin nghỉ 1 tháng để đi thăm những thắng cảnh Úc mà trong suốt 2 năm đi học tôi không có thì giờ đi đâu cả. Lần này ông cho tôi số điện thoại và nói nếu tôi muốn đi chơi thăm phong cảnh, ông sẽ xin nghỉ đưa tôi đi cho vui. Thế là chúng tôi quen nhau. Ông tên Thanh, là lính Cộng Hòa. Ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông là một chuẩn úy, 18 tuổi, mới ra trường, đánh trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng của đời lính. Ông có 2 đứa con, nhưng chúng nó đi làm ở tiểu bang khác, lâu lâu mới về thăm nhà. Còn tôi 35 tuổi rồi và chưa có ý định gì về tương lai cả. Về lại Sài Gòn, chúng tôi vẫn tiếp tục email qua lại với nhau. Có 1 lần, ông về Việt Nam thăm tro tàn của vợ và nhân dịp đó đi chơi, uống cà phê với tôi. Qua 5 năm sau, tôi muốn trở lại Úc 1 lần nữa để đi thăm đảo San Hô ở Queensland. Thanh cũng xin nghỉ để đi chơi cùng với tôi. Thanh đã ngỏ lời
muốn cưới tôi làm vợ. Suy đi nghĩ lại, tôi tuy còn độc thân nhưng đã lớn tuổi rồi. So với Thanh thì tôi còn nhỏ lắm, nên đồng ý làm vợ Thanh. Thanh làm bữa tiệc gia đình để ra mắt tôi với hai đứa con và bạn bè. Hai đứa con của Thanh nói toàn tiếng Anh, tụi nó không có ý kiến gì, miễn thấy ba nó vui là được rồi. Lần đầu tiên gặp những người bạn của Thanh, tôi vui miệng kể lại cuộc đi chơi ở đảo san hô. Thật là hoành tráng, chưa từng thấy. Đi xem đảo xong, chúng em đi phố mua hàng, chỗ nào cũng bán khuyến mãi, thích ghê. Cả nhà đang ồn ào, tôi chợt thấy không khí có vẻ im lặng sau khi tôi nói chuyện. Những người bạn của Thanh nhìn tôi có vẻ e dè lắm. Họ vẫn nói chuyện nhưng hình như không có nói chuyện với tôi. Một bà vợ của người bạn thân của Thanh đã hỏi thẳng tôi. Cô là du học sinh hả? Lấy chồng già để được ở lại Úc hả? Đi vào trong bếp lấy thêm đồ ăn, tôi thoáng nghe một người nào đó nói nhỏ với Thanh. Mày lấy Việt cộng con đấy à? Tôi nghe Thanh trả lời. Đâu phải ai nói giọng Bắc cũng đều là Việt cộng hết đâu. Tiệc cưới của chúng tôi mới là phiền phức. Mặc dù chúng tôi chỉ tổ chức đơn giản thôi, nhưng bạn bè của Thanh nhận thiệp mời, họ đều có vẻ ngại ngùng, không muốn tham dự. Thanh nói với tôi, ông hội trưởng của anh họp cả hội lại để lấy quyết định có dự tiệc cưới của anh hay không. Họ quyết định đi với tư cách cá nhân mà thôi, vì dù sao cũng là bạn bè. Tôi ngần ngừ nói với Thanh, anh ơi, nếu thấy khó khăn quá hay là mình đừng có lấy nhau nữa. Sao họ lại kỳ thị với em như vậy? Em nói tiếng Bắc vì em sinh đẻ ở ngoài Bắc, chứ em đâu có tội tịch gì đâu. Thanh an ủi tôi, em cũng phải hiểu cho họ, họ cũng như anh, đều là những người bị bọn cộng sản Bắc Việt xâm chiếm đất nước, bắt tù bắt tội, sống chết đủ điều. Suốt ngày họ nghe cái giọng Bắc Kỳ mạt sát họ, nó thấm vào đầu nên không thể có cảm tình với cái giọng Bắc được. Anh hiểu em, nhưng họ chưa hiểu và chưa thông cảm cho em. Cứ để một thời gian, họ sẽ hiểu em đó mà. Tôi sinh đứa con trai đầu lòng, đặt tên cháu là Nam. Ngày thôi nôi, anh chị nó đến dự, vui vẻ, thay phiên ấm em. Đứa con gái út của Thanh ấm em vừa cười vừa nói, my baby brother. Những người bạn chúc mừng Thanh đáo mã thành công. Khi tôi tháo chiếc dây chuyền hộ mạng của tôi đeo vào cổ cho Nam, một bà ngạc nhiên nhìn sợi dây mà hỏi tôi, cái gì vậy? Dây chuyền hộ mạng của em đấy, đẹp quá nhỉ? Ai khắc mà đẹp quá? Hình như là hai cái mặt chữ khắc trên gỗ đen thì phải. Chồng tôi biết tôi có sợi dây chuyền này, nhưng coi đó là đồ nữ trang của tôi thôi, nên chẳng để ý đến. Khi thấy ai cũng nhìn vào nó, tôi vui miệng kể lại lai lịch của sợi dây chuyền cho tất cả cùng nghe. Tôi sinh ra ở Hà Giang. Nói là Hà Giang chỉ để cho có nơi có chốn trên bản đồ mà thôi, chứ thực ra nơi tôi sinh ra không có tên trên bản đồ miền Bắc. Đó là một nơi ở giữa rừng núi âm u, không có vết chân người. Theo bố tôi kể lại, vào thời năm 1954, khi mọi người dân đều muốn di cư vào Nam, gia đình tôi gồm có ông bà nội, ba mẹ tôi và gia đình của các bác, các chú đã gồng gánh từ quê lên Hải Phòng để xuống tàu di cư vào Nam. Khi đang ở trên đường thì gặp
một đám người khác cũng nhận là đi di cư và biết có một con đường tắt đi Hải Phòng rất gần. Thế là cả bọn theo chân đám người này. Đến chiều tối thì có xe hàng tới chở tất cả, nói rằng đi xe cho chóng đến nơi. Xe chở đi tới một vùng rất xa, tài xế cho mọi người xuống mà nói rằng nghỉ đỡ đêm nay, sáng mai sẽ có xe khác tới chở thẳng đến Hải Phòng. Ai cũng vui mừng, trải chiếu ra ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, có xe tới đón thật, nhiều xe lắm, xe nào cũng chở đầy người. Mọi người vui mừng, kéo nhau lên xe đi Hải Phòng. Xe đi, cả ngày trời vẫn không tới vùng biển, như mọi người mong đợi. Trái lại, xe chở mọi người tới một nơi đầy lính canh có súng. Những người lính này chỉa súng, bắt tất cả ngồi im, không được hỏi han gì cả. Họ khiêng từng miếng vải nhà binh tới, phủ kín xe rồi bắt đầu chạy suốt đêm. Đến sáng mới tới nơi, cả bọn được đẩy xuống xe để bị chìa súng bắt đi bộ vào trong rừng. Tới nơi, cán bộ tập họp mọi người lại, kết tội cả nhóm là đã phạm tội, phản lại nhân dân, bỏ trốn vào miền Nam. Bị đầy vào đây đến bao giờ được cách mạng và nhân dân khoan hồng sẽ được về với nhân dân. Đến lúc đó, mọi người mới biết rằng đã bị bọn cộng sản đưa người ra, dụ dỗ đi theo chúng để rồi bị đi đầy vào vùng rừng núi âm u, không biết ngày về. Lâu lâu lại có từng đoàn người khác hoặc được xe chở hoặc bị xiềng xích đi bộ ngang qua để tới những nơi xa xôi hoang vắng khác được gọi là cổng trời. Vào khoảng năm 1960, có thêm một nhóm tù nữa được đưa tới cổng trời. Đám người này thỉnh thoảng được ra ngoài làm rừng. Họ tự xưng là biệt kích miền Nam, được thả ra Bắc để hoạt động, chẳng may bị bắt. Tôi sinh ra vào năm 1973 ở cái vùng rừng núi âm u, trại tù của những người muốn di cư vào Nam năm 1954, và trải qua thời thơ ấu ở giữa nơi núi rừng trùng điệp không bóng người này. Khi tôi được 5 tuổi, một hôm đi theo cha chặt mây đã bị ngã xuống hố sâu. Bố tôi bất lực nhìn thân xác của tôi mà không có cách nào để cứu. May thay một nhóm biệt kích đi ngang, thấy vậy đã thòng dây đu xuống tận vực sâu mà cứu tôi lên và đưa cả hai bố con tôi về tận nhà. Từ đó, lâu lâu những người biệt kích này lại đi ngang vào thăm gia đình tôi. Người biệt kích cứu tôi nhận tôi làm con nuôi và đã gỡ sợi dây chuyền ông đang đeo để đeo vào cổ tôi mà nói: "Tặng cho cháu cái bùa hộ mạng đó." Ông giải thích cho bố tôi biết, sợi dây này ông đẽo gỗ trong rừng mà khắc thành hai chữ BK, tức là biệt kích. Các chú này đã khuyên bố mẹ tôi nên tìm cách về thành phố mà sống, chứ đừng ở mãi nơi rừng hoang cô quạnh này mà bỏ phí cuộc đời của những đám con cháu. Năm 1979, khi Trung Cộng bắt đầu đánh miền Bắc, những biệt kích đã bị đem đi nơi khác. Bố mẹ tôi nhớ lời các biệt kích mà tìm đường trốn về Hà Nội. Vì thế, tôi mới được đi học và sống cho đến ngày hôm nay. Khi tôi kể xong câu chuyện, mọi người đều thay nhau cầm lấy sợi dây chuyền của con tôi một cách trân trọng và quý mến. Người bạn mà trước đây gọi tôi là Việt Cộng Con là người đầu tiên hỏi tôi: "Gia đình của chị bị đưa đi vùng kinh tế mới cổng trời đấy à? Chỉ vì muốn di cư mà bị đầy ải suốt hơn 20 năm trời đấy sao? Bọn Việt Cộng chúng sao mà tàn ác thế? Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho gia đình chị, những người Việt Nam yêu tự do, còn sống được cho đến ngày hôm nay." Tôi mỉm cười, nói thêm vào:
tôi cảm ơn trời Phật và cảm ơn Chúa nữa. Ông bà chúng tôi không đi tìm tự do vào năm 1954 được, thì đến đời cháu, tức là đời của chúng tôi đã tìm được tự do rồi đấy. Nhờ các anh biệt kích miền Nam mà tôi được cứu sống. Nhờ lời khuyên của các anh mà bố mẹ tôi mới dám trốn vùng cải tạo để về được tới Hà Nội. Cũng nhờ những bà mẹ, bà vợ của những người lính miền Nam bị tù cải tạo mà bố mẹ tôi mới có cuộc sống đáng sống. Các anh chị thấy không? Nhờ tình người, nhờ những người miền Nam mà chúng tôi mới sống đến ngày hôm nay. Chứ đâu có bác nào, đảng nào cứu giúp chúng tôi đâu. Cũng vì thế mà dù có ai nói gì thì nói, tôi cũng cứ lấy người lính Cộng Hòa mà tôi quý mến. Từ hôm đó, tôi thấy tất cả bạn bè của Thanh đã thay đổi thái độ với tôi. Các anh đã gọi tôi là chị Thanh và các bà đã gọi tôi bằng Trinh hoặc là cô em gái Bắc Kỳ. Con tôi đã được 5 tuổi rồi, cháu đã đi học mẫu giáo. Tôi có thì giờ đi tìm một công việc tạm thời. Tôi tìm đến một văn phòng luật sư của người Việt để xin làm điện thoại viên. Ông luật sư phỏng vấn tôi xong, nói với tôi: "Để chú sắp xếp cho cháu làm hồ sơ nhé. Còn công việc nghe điện thoại, chú sẽ tìm người khác." Tôi thông cảm với ông luật sư. Mọi người vẫn còn ác cảm, còn kỳ thị với giọng nói Bắc Kỳ của tôi. Tôi xin lỗi đã nói như vậy, nhưng thật sự tôi không biết dùng chữ gì để nói về hoàn cảnh của tôi. Chồng tôi đã thông cảm với tôi. Anh Thanh đã nói với tôi: "Người ta nói cái áo không làm nên ông thầy tu, nhưng thực sự cái áo đã làm cho người ta nhìn lầm người mặc nó là thầy tu. Em không những nói giọng Bắc, em còn dùng những từ ngữ mà cái đám Việt Cộng thường dùng. Ngay cả những người miền Nam hay những người lính Cộng Hòa mà nói cái giọng đó cũng bị ghét, nói chi là Bắc Kỳ giặt như em. Em cứ giữ cái giọng Bắc Kỳ của em, nhưng em đừng hoành tráng, đừng bức xúc nữa, có được không?" Tôi suy nghĩ, đúng, chồng tôi nói đúng. Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Tôi đã lấy chồng lính Cộng Hòa rồi, mà tôi lúc nào cũng có cái giọng Bắc Kỳ 2 nút, tức là Bắc Kỳ 75, thì ai mà chịu nổi? Bây giờ tôi không còn xử lý nữa, mà tôi phân tích, tôi tìm hiểu từng trường hợp mà giải quyết cho thỏa đáng. Mỗi khi đi ra ngoài đường, nghe tôi nói chuyện, không còn ai quay lại nhìn tôi rồi bỏ đi chỗ khác nữa. Đôi khi, những ông bà bạn của anh Thanh vẫn gọi tôi là Việt Cộng con. Nhưng họ nói chỉ để mà đùa giỡn mà thôi, chứ không còn châm chọc như trước nữa. Riêng phần con tôi, cháu Nam, lúc nào cháu cũng khoe: "Con là con của lính Cộng Hòa mà." Người Việt của tôi là thế đấy. Người Việt của tôi là thế đấy. Quý thính giả vừa nghe bài viết nhan đề Việt Cộng Con của tác giả Nguyễn Khắp Nơi. Sẽ có một ngày con người hôm nay vật súng, vật cùm, vật cờ, vật đàn, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến. Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.